Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập, tự do, hạnh phúc. Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2024. Đơn tố cáo khẩn cấp. Đơn gửi lần 3. Về việc bán đất công và cho xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tràn lan tại xã Sơn Đồng. Kính gửi: Chủ tịch huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường, Bí thư huyện Hoài Đức Nguyễn Trúc Anh, Ủy ban kiểm tra huyện ủy Hoài Đức, Ủy ban kiểm tra thành ủy Hà Nội, Ban nội chính thành ủy Hà Nội, Ban nội chính Trung ương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tôi là Nguyễn Thị Nga. Ngày cấp 25 tháng 9 năm 2023. Nơi thường trú, thôn Hàn, xã Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội. Số điện thoại 0982591046. Tôi xin thay mặt người dân Sơn Đồng, tố cáo, ông Nguyễn Viết Hùng, hiện là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội. Sau khi tôi viết đơn tố cáo ông Hùng nhiều lần, lần một qua đường biêu điện ngày 19 tháng 4 năm 2024, lần hai tôi nộp trực tiếp tại văn phòng tiếp dân của huyện hoài đức thì tình trạng xây dựng trái phép ở sơn đồng vẫn diễn ra ngang nhiên ví dụ như tại khu cánh đồng mùa họ tại ngã tư sơn đồng gia đình bà bác sĩ bộ và mấy gia đình nữa vẫn tiếp tục xây dựng như vậy trách nhiệm của ông hùng ở đâu vì sao trong cùng một khu đất ông hùng vừa phá rỡ của nhà xưởng mới xây của anh hiệp thì ngay lập tức cho nhà bà bộ được phép xây dựng nhà tầng thoải mái lý do là gì nếu không phải là tiền thì còn có lý do gì trong quá trình làm cán bộ xã, ông Hùng đã tiếp tay bao che cho nhiều người thân anh em làm nhà lấn chiếm trên đất nông nghiệp. Đặc biệt nghiêm trọng là vụ ông Nguyễn Viết Thắng, là trưởng họ của ông Nguyễn Viết Hùng, xây nhà 5 tầng kiên cố trên đất nông nghiệp thuộc xứ Đồng Khoát, khu vực trại Chiêu, xã Sơn Đồng. Khi xây nhà còn san lấp toàn bộ đầu một con mương tưới tiêu, cho cả cánh đồng lúa phía sau khiến cho một cánh đồng rộng lớn bị ảnh hưởng, mùa mưa thì úng ngập, mùa hè thì khô hạn do không tưới tiêu được, nhiều người nông dân phải bỏ ruộng việc này gây bức xúc lớn trong dư luận xã sơn đồng rất nhiều lần người dân thắc mắc ra xã nhưng không được cán bộ nào đứng lên nhận trách nhiệm tại cánh đồng mùa họ gần ngã tư sơn đồng phía sau lưng nhà của ông hùng cũng có ông nguyễn viết tuấn em trai ông nguyễn viết hùng san lấp ruộng lúa để xây nhà xưởng cho thuê làm trạm viễn thông cho các nhà mạng viettel map iphone nhờ ông hùng làm chủ tịch bảo kê nên các anh em họ hàng nghênh ngang hống hách muốn xây đâu cũng được bên cạnh trạm viễn thông của ông tuấn còn có gia đình anh em các cháu của chủ tịch hùng như ông nguyễn viết lợi bà viết thị tâm cũng xây nhà dựng xưởng ở đó cũng ở cánh đồng mùa họ những gia đình có nộp tiền nhưng chưa đủ hoặc chưa nộp đều cho các cán bộ xã thì bị đập đổ cày cả nền lên như nhà anh sĩ chị thịnh bị cắt ngang cột sắt gia đình nhà anh hiệp bị cày sới lên cả móng ủi cả nền cho xe ủi đến ủi và nghiền nát từng viên gạch theo tinh thần triệt hạ trả thù người dân chứ không phải tinh thần thực thi pháp luật ông nguyễn trung hùng phó chủ tịch xã còn chỉ tay vào nhà anh Hiệp mà phát biểu, phải cho nhà thằng này chết, nó ngoi lên lại đập chết, có nhân chứng là bà Nghĩa, ở làng Lũng Canh, vô tình nghe thấy, bà ấy có thể làm chứng. Hiện trạng nhà xưởng sau khi bị triệt hạ vẫn còn nguyên, và có thể làm bằng chứng khi cần. Mục đích của ông chủ tịch Nguyễn Viết Hùng, cùng với nhóm cán bộ xã Sơn Đồng là phải đe dọa dân, nạt nộ làm cho dân sợ và tuân thủ quyền lực của họ, không bao giờ dám có ý kiến trái chiều ông nguyễn viết hùng sẵn sàng triệt hạ vài gia đình dám trái ý cốt là để chứng minh cho dân cả xã sơn đồng thấy rằng nghe theo tao thì sống trái ý tao là chết vừa rồi cách đây không lâu bà đức thị giao là người dân thôn thượng xã sơn đồng bà giao là người hay có ý kiến thắc mắc nên được cán bộ xã cho vào danh sách đen được người dân gọi ra đi xem cảnh các xe ô tô chở đất rồng rắn nhau đang đổ đất rầm rầm tại khu đồng gần cống đầm ngã tư sơn đồng là khu ruộng đang trồng rau cảnh đổ đất ầm ầm san lấp mặt bằng biến đất ruộng thành đất ở này giữa thanh thiên bạch nhật cả xóm làng người dân ai cũng biết chỉ có cán bộ là làm ngơ không biết gì hôm đó bà giao có quay lại video tại hiện trường kêu gọi cán bộ xã ra chứng kiến video tôi vẫn còn lưu giữ làm chứng cứ khi cần trong khi người dân ai cũng biết thì chỉ có cán bộ là không biết chỉ vài hôm sau thì một bãi đỗ xe rộng cả nghìn mét đã mọc lên trình hình dùng để kinh doanh dịch vụ rửa xe trông xe trên địa bàn xã Sơn Đồng, còn có nhiều nghìn mét vuông đất nông nghiệp đã và đang từng ngày biến thành đất ở, đất nhà xưởng trên địa bàn xã Sơn Đồng, nhiều không đếm xuể, người dân hiểu ngầm giá để hô biến đất ruộng thành nhà xưởng là 1 triệu đồng 1 mét vuông. Nếu hộ dân nào không nộp đủ giá tiền trên, hoặc chi tiền không đều giữa các cán bộ xã Sơn Đồng thì sẽ ngay lập tức bị phá bỏ, bị triệt hạ. Ở trại chiêu có hàng trăm nhà xưởng trên đất ruộng đua nhau mọc lên. Ở trại xa có nhà xưởng nhà ông kiên du rộng 2.000 mét vuông, có hai nhà nghỉ xây cao 4,5 tầng của ông Nguyễn Xuân Quang và của một người khác cũng vừa mới xây. Giá xây nhà xưởng là 1 triệu trên 1 mét, còn xây nhà tầng thì giá cao hơn. Sau khi hai bên ngã giá xong thì mặc sức xây dựng, xây nhà nghỉ nhiều tầng, hay xây nhà xưởng 2.000 mét vuông, những công trình to lớn như thế, xây dựng kéo dài như thế thì cả làng cả xã ai cũng biết, và mọi người cũng hiểu rằng đó là những công trình có làm luật chi tiền, chi đủ tiền cho xã. Ngoài việc biến đất nông nghiệp thành đất ở, đất kinh doanh khi ông Hùng làm chủ tịch còn ngấm ngầm biến đất công thành đất riêng, chia từng ô để bán cho các hộ tư nhân. Cụ thể tại xóm Gạch, gốc cây đa có khu nhà kho của hợp tác xã nông nghiệp, hiện tại cũng được cán bộ xã bán cho các hộ dân khác xây nhà cao, kiên cố, biến đất công thành của riêng. Gần đó còn có khu biến thế điện của hợp tác xã cũ, cũng là khu đất ruộng, mới được cán bộ xã chia thành 3 ô bán cho cá nhân xây nhà 4,5 tầng sinh sống. Ngoài ra, tại điểm di tích đình làng Sơn Đồng, có ao mắt rồng rộng cả nghìn mét vuông, cán bộ xã cũng bán cho các cá nhân thân quen, san lấp để làm nhà. Gần đây nhất là bán mặt ao cho gia đình ông bà Thắm Hoàng, lấp đất rồi làm nhà. Xã còn tổ chức đấu thầu cho năm thương binh, trên danh nghĩa là đấu thầu mặt nước, nhưng sau khi đấu thầu xong, cán bộ xã cho họ lấp đất làm nhà hết. Kết quả là ao đình ao di tích lịch sử của làng Sơn Đồng rộng bao la giờ chỉ còn là cái ao tù bé tẹo, nếu không có biện pháp gì ngăn chặn, thì tôi e rằng phần ao tù này cũng sẽ được bán hết cho tư nhân xây nhà. Nằm cạnh đình làng Sơn Đồng, còn có mảnh đất công của làng, cũng được cán bộ xã bán cho gia đình ông bà Đạt Nga đạt chức để xây nhà. Và hiện tại bây giờ, cán bộ xã cũng đang bao che cho gia đình bà Sửu, ở đường Vành Đai, gần trường Nguyễn Văn Huyên mới, đang lợp lán xưởng trên đất công, rồi lại theo quy trình, dần dần cán bộ xã sẽ bán đất thành công. Thiết nghĩ, những sai phạm của ông Nguyễn Viết Hùng, làm cán bộ xã từ năm 1982 đến nay là vô cùng nghiêm trọng, cùng với địa chính Nguyễn Viết Quang, Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Hùng, là trợ lý đắc lực đã cùng nhau cấu kết hợp pháp hóa các khu đất công, ao di tích để chia nhỏ bán cho tư nhân, thu lợi một số tiền khổng lồ từ tài sản của nhà nước, tài sản chung của nhân dân. Người dân ai cũng hiểu, luật ngầm là đất ruộng muốn biến thành đất nhà xưởng, thì chi phí lót tay cho ba cán bộ viết hùng. Trung Hùng và Viết Quang là 1 triệu đê trên mét vuông, ưu tiên anh em, người nhà cán bộ. Những sai phạm này rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của đảng và nhà nước với người dân, vi phạm các quy định về quản lý đất công, đất nông nghiệp, nhờ cùng nhau thâu tóm đất công để bán, rồi hô biến nhiều nghìn mét vuông đất nông nghiệp thành đất nhà xưởng nên cán bộ xã Sơn Đồng, giàu lên như diều gặp gió, thu lợi bất chính ước tính cả nhiều trăm tỷ đồng. Như ông Nguyễn Trung Hùng, Phó Chủ tịch xã Sơn Đồng từ một người thợ hàn nhôm kính ra xã điếu đóm vài năm khi lên chức phó chủ tịch xã được thời gian ngắn đã thu được một nguồn tiền khổng lồ chữa bệnh hiếm muộn của hai vợ chồng mua đất xây liền một lúc hai nhà cao tầng mua ô tô rồi đổi ô tô bốn chỗ thành bảy chỗ cứ mỗi khi họp hội đồng nhân dân là bà đức thị giao đều nêu câu hỏi rằng tại sao các cán bộ xã để cho gia đình thắm hoàng xây nhà trên phần ao di tích tại sao năm thương binh đấu thầu mặt nước giờ lại lấp đất làm nhà cán bộ nào bán cán bộ nào chịu trách nhiệm quản lý đất đai nhưng bao nhiêu năm nay cho đến bây giờ cán bộ xã không ai trả lời được mà tất cả đều lảng tránh hiện tại vì bà giao hay thắc mắc phát biểu khi họp hội đồng nhân dân nên xã gây sức ép lên thôn đình nơi bà giao cư trú để không ai dám cử bà giao thay mặt xóm để bà giao không được đi họp nữa không được phát biểu ý kiến trái chiều đi ngược lại lợi ích của nhóm cán bộ xã nữa trong video của tờ báo điện tử công lý nói về thực trạng sử dụng sai mục đích đối với đất nông nghiệp phóng viên có gọi điện phỏng vấn ông nguyễn viết hùng thì vị chủ tịch này trả lời giọng khệnh khạ bất cần ngôn từ thiếu chuẩn mực coi thường luật pháp đang dỡ đây chú phản ánh để anh rỡ triển luôn đập chết hết tôi băn khoăn muốn hỏi ông hùng muốn triển cái gì và muốn đập chết ai không lẽ ông ấy muốn đập chết người dân đạo đức và tư cách của ông hùng ở đâu ngay cả khi trả lời phỏng vấn báo chí ông ấy còn phát ngôn như thế này thì thử hỏi ông ấy đối xử với người dân như thế nào? Tình trạng gia đình trị, lạm quyền tại xã Sơn Đồng. Kính thưa các cấp chính quyền, ban lãnh đạo hiện tại của xã Sơn Đồng gồm Ông Nguyễn Viết Quang, cán bộ địa chính xã nhiều năm, là con rể của ông Nguyễn Trí Mậu, nguyên chủ tịch xã Sơn Đồng. Ông Nguyễn Viết Hùng, chủ tịch xã Sơn Đồng, con ông Nguyễn Viết Vàng, nguyên cán bộ huyện Hoài Đức. Ông Nguyễn Trung Hùng, phó chủ tịch xã Sơn Đồng, là anh em họ hàng thân thiết với Nguyễn Viết Quang và Nguyễn Viết Hùng. Như vậy, bộ ba nguyễn viết quang nguyễn viết hùng nguyễn trung hùng là anh em họ trong nhà chung nhà thờ họ bộ ba vị cán bộ này nghênh ngang hống hách trình độ chuyên môn thì yếu kém nhưng luôn hách dịch nạt nộ người dân nhiều người dân còn nghe thấy bộ ba cán bộ này còn bảo nhau phải đánh bật các họ khác ra để chỉ còn con cháu trong họ nhà mình cho bọn nó dân đen đối thủ khỏi lắm chuyện ngoài ba vị anh em là chủ tịch phó chủ tịch địa chính xã còn có anh trai chủ tịch hùng là ông nguyễn viết thành là trưởng thôn đình cũng là chủ tịch nguyễn viết hùng dàn xếp anh trai nguyễn viết lập ở khóa trước dù đã đi làm công nhân nghỉ hưu mới trở về quê sơn đồng đã được sắp xếp nhét ngay vào hội đồng nhân dân xã giúp tăng phiếu bầu cử cho nhà họ nguyễn viết chủ tịch khóa trước là ông nguyễn trí lợi có con rể nguyễn hữu thắng là người bài bạc bà khét tiếng cả làng đều biết nhưng vẫn được thu xếp lên chức trưởng công an xã khi bị bắt quả tang tội đánh bạc có tổ chức thì thay vì đi tù ông thắng từ trưởng công an xã sơn đồng bằng một phép màu nào đó ông thắng lại trở thành cán bộ tư pháp xã sơn đồng cho đến nay còn nguyễn trung hùng từ một anh thợ hàn nhôm kính không đủ việc làm không trình độ gì được người anh em họ hàng là chủ tịch xã nguyễn viết hùng thu xếp lên chức công an xã rồi nhanh chóng lên phó chủ tịch trở thành cánh tay đắc lực nguyễn viết hùng phó chủ tịch hùng lên chức nhanh như một tia chớp rồi cách anh ta kiếm tiền còn hiệu quả hơn buôn ma túy chỉ trong một năm làm phó chủ tịch, anh ta trước đó tài sản không có gì, giờ có tiền mua đất, xây mấy cái nhà tầng liền. Cách ông Nguyễn Trung Hùng tuổi trẻ tài cao, kiếm tiền nhanh chóng làm cho làng xóm ai cũng đặt câu hỏi. Cũng vì lên chức quá nhanh, bổng lộc quá nhiều, tiền kiếm quá dễ mà ông Nguyễn Trung Hùng vô cùng ngạo mạn với dân. Hôm hội làng Sơn Đồng, ngày 6 tháng 2 âm lịch vừa qua, có người dân bức xúc quá mà trong khi uống rượu, còn đứng lên chửi thẳng mặt ông Nguyễn Trung Hùng, mày là cái đê, gì? Chỉ là thằng Hùng Châu, học thì ngu như bỏ. Ai bầu mày lên làm phó chủ tịch? Ngày xưa mày học rốt nhất lớp, mày tuổi gì mà mày tinh tướng? Có nhân chứng chứng kiến vụ việc này. Nghe nói ông Nguyễn Trung Hùng cũng học cấp tốc được cả bằng đại học, mà không những một bằng mà tận năm bằng đại học. Chúng tôi, những người dân xã Sơn Đồng, khẩn cầu một cuộc điều tra ngay lập tức, nguồn gốc tài sản mà ông Nguyễn Trung Hùng sở hữu, cũng như kiểm tra những học hàm, học vị mà ông Nguyễn Trung Hùng đang có thiết nghĩ, bao nhiêu năm nay, dưới thời của Chủ tịch xã Nguyễn Viết Hùng, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng đã xây dựng, vận hành theo chính sách gia đình trị, trước là của dòng họ Nguyễn Trí, giờ là của dòng họ Nguyễn Viết. Lãnh đạo xã tạo sân chơi hội nhóm, anh em, thân thiết, quyết không cho người ngoài họ vào. Rồi các cán bộ xã, diễu võ dương oai, ức hiếp dân lành, cùng nhau kiếm trác từ người dân, tạo phe tạo cánh, nếu người dân nào dám đứng lên thắc mắc việc này việc kia, thì ngay lập tức sẽ bị cả hội cho vào danh sách đen họ thù hằn và gây khó dễ cho cả nhà không phải một đời mà thù sang cả đời tiếp theo đơn cử trường hợp bà đức thị giao có chuyên môn có kinh nghiệm có giọng nói hay luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng vì dám đứng lên thắc mắc những việc sai trái của lãnh đạo xã nên bị cán bộ xã chèn ép buộc bà giao phải nghỉ việc rồi cán bộ đưa con cháu vào nhưng không ai đọc nổi bản tin xã giờ họ tuyển vào một phát thanh viên không thể đọc được tin gì chỉ đọc được tin buồn còn những tin khác thì họ nhờ người thu âm rồi phát lại vì trình độ có hạn nhưng lạm quyền ham tiền coi thường pháp luật nên ông nguyễn viết hùng đã làm ra nhiều chuyện sai trái và nhiều lần bị dân kiện người dân cuối cùng thắng kiện nhưng tốn kém nhiều tiền của ức chế về tinh thần nhưng ông hùng vẫn ung dung làm cán bộ chi tiết những vụ kiện này tôi sẽ nói ở những đơn sau tôi được biết bộ ba quyền lực nguyễn viết hùng nguyễn viết quang nguyễn trung hùng còn có cả hệ thống sân sau phục vụ lợi ích nhóm đó là những tay có máu mặt sẵn sàng đe dọa người dân nào dám làm ảnh hưởng đến lợi ích của họ vừa rồi vụ ngang nhiên san lấp khu ruộng ở cống đầm giữa thanh thiên bạch nhật cả làng xã đều biết nhưng khi có một số người dân ý kiến thì người chung lợi ích với cán bộ xã đợt này đã đe dọa người công dân đó rằng tao cấm chúng mày đụng vào ông chủ tịch hùng còn bật đèn xanh cho một số người nhà đứng lên bảo kê dựng xưởng rồi đem bán lại cho người khác có nhu cầu sử dụng trong đó có em trai và em vợ ông Hùng. Ông Nguyễn Xuân Phương thường gọi là Phương tới là em vợ của Chủ tịch Nguyễn Viết Hùng. Bố Phương là chú ruột đồng thời nuôi vợ ông Hùng từ nhỏ, nên Phương và Hùng có quan hệ anh em rất thân thiết. Cho nên từ khi Hùng làm Chủ tịch, Phương chuyển sang làm nghề môi giới bất động sản và đang làm mưa làm gió ở làng, ở xã. Vừa rồi, Phương vừa mua hơn 100 mét vuông ruộng ở khu đầu cầu, rồi xây nhà xưởng lên bán cho anh Du là người làm nghề sơn cu, ở nơi khác đến sơn đồng lập nghiệp, giá bán 1 tỷ đồng nhưng thu trước 500 triệu đồng, cho chịu lại 500 triệu đồng trả sau. Vì là mặt hàng siêu lợi nhuận, nên Phương sẵn sàng bán chịu 1 phần 2 tiền, cho các gia đình có nhu cầu thực sự cần xưởng làm nghề. Khi đương chức thì mặc sức sai phạm, còn khi bầu cử hội đồng nhân dân thì ông hùng lôi kéo, mua chuộc người trong họ hoặc người có chung lợi ích để bầu đủ số phiếu cho mình. Ví dụ, nhà ông Nguyễn Đức Định, nhờ Hùng ủng hộ việc tranh giành nhà thờ họ Đức nên theo ông Hùng ra thôn ngã tư, để bỏ phiếu cho Hùng, hay nhà thu nguyện ở xóm đình, cũng đê xê ông Hùng lôi kéo ra thôn ngã tư bỏ phiếu cho Hùng, vì ông Hùng ở thôn ngã tư. Những việc này, có người dân xã Sơn Đồng chứng kiến và làm chứng. Thiết nghĩ, bao nhiêu năm nay, dưới thời của Chủ tịch xã Nguyễn Viết Hùng, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng đã xây dựng, vận hành theo chính sách gia đình trị, trước là của dòng họ Nguyễn Trí, giờ là của dòng họ Nguyễn Viết, lãnh đạo xã tạo sân chơi bẻ cánh anh em thân thiết quyết không cho người ngoài họ vào rồi các cán bộ xã diễu võ dương oai ức hiếp dân lành cùng nhau kiếm trác từ người dân tạo phe tạo cánh nếu người dân nào dám đứng lên thắc mắc việc này việc kia thì ngay lập tức sẽ bị cả hội cho vào danh sách đen họ thù hằn và gây khó dễ cho cả nhà thù hằn ba đời không hết trách nhiệm của chủ tịch xã là quản lý đất đai thì ông hùng quản lý kiểu gì để đất công biến mất trở thành đất tư, đất ruộng của nhà nước chia cho dân canh tác, biến thành đất kinh doanh, xây nhà. Việc sai phạm diễn ra hàng ngày, ồ ạt à, ở xã Sơn Đồng thì trách nhiệm của chủ tịch xã ở đâu? Như vậy, ông Nguyễn Viết Hùng lợi dụng chức vụ, tham ô, tham nhũng, tư lợi cá nhân. Ông Nguyễn Viết Hùng vi phạm vào 19 điều đảng viên không được làm, gồm: Điều 3, không thực hiện trách nhiệm nêu gương, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, tư duy nhiệm kỳ, đoàn kết xuôi chiều dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng. Điều 11. Vi phạm đạo đức công vụ, bao che, báo cáo sai sự thật khi thực hiện nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân do mình trực tiếp quản lý xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các vi phạm khác. Không báo cáo, không xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực can thiệp tác động hoặc để vợ chồng con bố mẹ anh chị em ruột mình bên vợ chồng và người khác lợi dụng chức vụ vị trí công tác của mình để trục lợi ở trên đã nêu rõ vụ ông phương em vợ ông hùng mua đất ruộng xây nhà bán cho dân trục lợi cho lợi ích nhóm sai phạm của ông hùng là vô cùng nghiêm trọng gây bức xúc nhiều năm qua cho người dân xã sơn đồng làm giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của tổ chức đảng vì vậy tôi thay mặt người dân xã sơn đồng yêu cầu một cuộc thanh tra ngay lập tức điều tra làm rõ những sai phạm này của ông nguyễn viết hùng để làm trong sạch bộ máy lãnh đạo của đảng lấy lại niềm tin trong nhân dân đồng thời cũng là để ngăn chặn nạn ồ ạt biến đất ruộng thành đất ở ngăn chặn việc tiếp tục biến đất công thành của riêng biến làng sơn đồng bê tông hóa không còn chút không gian chung nào của làng ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của nhân dân sơn đồng vì tính chất nghiêm trọng của sự việc một lần nữa tôi kính mong các cơ quan điều tra vào cuộc để điều tra sai phạm của ông nguyễn viết hùng và xử lý theo đúng pháp luật